Skyway là một dự án mang tính cách mạng về giao thông trên toàn thế giới, được nghiên cứu thử nghiệm 40 năm và được tài trợ chính bởi các quốc gia, Quỹ Liên Hợp Quốc, Quỹ Hòa Bình Liên Xô, các nhà chính trị và nhân dân đóng góp. Công nghệ Skyway là giải pháp năng lượng tái tạo có thể xây dựng trên mọi địa hình khác nhau, từ đô thị đến miền núi, miền biển, điều khiển tự động hóa đã được hơn 30 nước trên thế giới ký kết hợp tác ứng dụng, trong đó có Nga, Ấn Độ, các nước Ả Rập. Đây cũng là giải pháp có tốc độ thi công nhanh, giá thành xây dựng rẻ. Những ưu điểm chính của Skyway: chi phí xây dựng rẻ, rẻ hơn 5 đến 20 lần so với truyền thống. An toàn, chạy cách mặt đất từ 15 đến 30 mét. Tốc độ 150 km/h trong đô thị và 500 km/h trên cao tốc. Chi phí hành khách 10 đô cho quãng đường 1.500 km, chạy với vận tốc 500 km/h, chở 1 triệu hành khách mỗi ngày. Nhiên liệu, chạy bằng năng lượng mặt trời thân thiện với môi trường. Có khả năng chịu đựng cao, động đất 10 độ Richter, sóng thần cao 20 mét, tốc độ gió trên 250 km/h. Đây là công nghệ giao thông độc quyền, chi phí rẻ, tốc độ cao mà thế giới đang hướng tới. Các chuyên gia đánh giá Skyway sẽ chiếm 50% thị phần toàn thế giới. Ước tính về mặt công nghệ sẽ đạt 400 tỷ đô la khi thương mại và trở thành top những công ty lớn nhất thế giới. Và đây là vị chủ tịch của Skyway, Anatoly Zelensky, người có ảnh hưởng và đóng góp to lớn cho ngành hàng không vũ trụ thế giới. Nhà khoa học Nga, nhà phát minh và doanh nhân, tác giả và tổng công trình sư các công nghệ đường dây Zelensky, chủ nhiệm hai dự án Liên Hợp Quốc, thành viên Hiệp hội Phi hành Vũ trụ Liên Xô, tác giả hơn 150 phát minh, tác giả hơn 20 sách chuyên khảo và hơn 200 công trình khoa học, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng công trình sư công ty công nghệ đường dây thành phố Minsk, Cộng hòa Belarus và tập đoàn quốc tế Skyway. Quý vị và các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về ngài chủ tịch trên trang Bách khoa Toàn thư của Nga. Và sau đây là giải thưởng khoa học cho công nghệ Skyway, giấy chứng nhận hợp chuẩn kỹ thuật và giải thưởng khoa học trong hơn 40 năm qua. Quý vị có thể xem đầy đủ trên trang chính thức của ngài chủ tịch. Đường link được cung cấp bên dưới phần mô tả. Pháp lý của Skyway minh bạch và rõ ràng. Công ty được định giá 400 tỷ đô la, được cấp mã chứng khoán trên trang isin.org VGG32229104. Đây là tổ chức đã cấp mã chứng khoán cho Amazon, Apple, Facebook, Google, v.v. Được cấp phép và định giá bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính BVI, FSC. Đại diện của KPMG tiến hành kiểm toán hàng năm của tổ chức dự án. KPMG là một trong những nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp lớn nhất thế giới trong ngành kiểm toán. Đường link được cung cấp dưới phần mô tả. Hiện tại, Skyway đang huy động vốn trên toàn thế giới theo mô hình crowdfunding để nhằm phục vụ cho công việc nghiên cứu phát triển, cũng như xây dựng các khu thử nghiệm Ecotechnic Park. Hàng ngàn người từ khắp thế giới hàng năm đi tới Ecotechnic Park để chứng kiến tận mắt những phát triển mới nhất của Skyway. Skyway đề xuất cơ hội đầu tư với những số tiền nhỏ, vì thế ai cũng có thể góp phần vào sự phát triển của dự án. Chỉ hơn 3 năm, Skyway đã thu hút được hơn 400.000 nhà đầu tư từ hơn 200 quốc gia trên thế giới. Skyway đã bắt đầu huy động vốn từ năm 2014 và chia làm 15 giai đoạn. Và sau khi kết thúc 15 giai đoạn thì sẽ tiến hành các thủ tục để IPO lên sàn chứng khoán. Khi lên sàn chứng khoán, một cổ phần sẽ được chuyển thành một cổ phiếu và theo định giá của Ủy ban Dịch vụ Tài chính BVI FSC, một cổ phiếu sẽ có giá trị tương đương là 1 đô la. Có nghĩa là khi lên sàn, giá chào sàn thấp nhất là 1 đô la. Vậy, Skyway đã đạt được những gì? Việc sản xuất. Hiện tại, Skyway có hệ thống sản xuất công nghệ cao riêng. Công suất của nó cho phép thực hiện các đơn hàng đầu tiên, xây dựng các tuyến đường và mọi hạ tầng vận tải Skyway. Trong các nhà máy của Skyway có sử dụng thiết bị HAAS, bộ phần mềm Dassault Systèmes và những thiết bị khác hiệu quả và hiện đại nhất. Hạ tầng và các tuyến đường. Tại Ecotechnic Park xây dựng 5 loại cấu trúc dẫn đường. Trên đó vận hành các phương tiện Skyway, hệ thống đường loại rắn, bán rắn, treo, siêu nhẹ và vận tải cho một số loại hàng hóa. Mẫu trạm dừng 2 tầng Skyway, trạm bốc giữa hàng tự động đã được xây dựng. Hàng rào đường dây thông minh và cầu đường dây đã được dựng lên. Toa xe đã sản xuất được 7 loại phương tiện vận tải hành khách Sinibus treo, Sinibus đường ray kép, Sinibus cao tốc, Sinigreen treo hai chỗ, Sinipike, Sinica, Sinicheck tải hàng và Sinitrans. Phần lớn các phương tiện vận tải đã được chứng nhận bởi các cơ quan chính phủ ở các nước khác nhau. Đặt hàng sơ bộ. Rất nhiều đoàn đại biểu từ các nước và châu lục khác nhau đã đến thăm Ecotechnic Park. Họ bao gồm các đại diện giới khoa học, giới vận tải, chính quyền cấp cao nhất,
đã thực hiện nhiều buổi thuyết trình công nghệ Segway cũng như đàm phán về việc thực hiện thực tế nó